Wow, cái ngân hàng này nó to quá tụi bay ơi. Đây là cái ngân hàng mà mới được mở cửa đó. Tao mới kiếm ra đó. Tụi mình á, mà họ vô cướp cái ngân hàng này á, thì tao nói chứ, sẽ trở thành đại gia liền luôn. Đúng rồi, vô lượng tiền hết đi tụi bay. Bởi vì cái ngân hàng này á, là cái ngân hàng mà to nhất cái thành phố này luôn á. Tao đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Nên là chúng mình sắp đổi đời rồi. Sắp thành đại gia tụi mày ơi. Coi bộ cái ngân hàng này nó to quá. Tao nghĩ là trong này phải có mấy trăm mấy triệu tỷ luôn á. Bây giờ chúng mình đi vào triển thôi, còn chờ đợi cái gì nữa tụi mày? Con này là con nào đây? Đứng đây hả? Muốn bắn không? Đi ra chỗ khác coi. Ủa nó không sợ mình tụi bay ơi. Như vậy thôi, đi vô ngân hàng thôi. Còn mấy cái con này kệ nó. Tụi mình chỉ có đi cướp tiền ngân hàng thôi. Chứ tụi mình là không có đi cướp người. Nên là vô thôi chúng mày. Đi thôi, vô cướp thôi, còn chờ cái gì nữa? Tao đã ngửi thấy được mùi tiền rồi tụi bay ơi. Vô tới cửa ngân hàng đã thấy mùi tiền rồi. Xong vô thôi. Ê, mấy cái đứa kia, khách hàng thì ngồi im, cấm chạy lung tung nha. Tụi tao là băng cướp xuyên quốc gia đây. Đưa hết tiền đây mấy con thu ngân kia. Tụi bay thấy tao có thấy sợ không? Tụi tao là những tên cướp mà xuyên quốc gia. Nếu như mà mấy bà kia mà không đưa tiền cho tụi tao á, là tụi tao sẽ bắn vô cái đầu liền luôn. Cho nên á, là ở trong cái ngân hàng này có bao nhiêu tiền thì lôi hết ra. Còn nếu như á, bà không có tiền mặt á, thì chuyển khoản nha. Tụi tôi sẽ đưa số tài khoản cho, chuyển qua là được. Nhanh lên, đưa tiền đây, trời ơi. Mấy cái bà thu ngân á, bà nhìn thấy cướp mà bà không sợ, cái mặt bà vẫn tỉnh kìa. Bây giờ một là đưa tiền, hai là ăn đấm. Và hai là ăn ăn đẹp chứ nhầm, ăn đấm chắc là không có si dê gì đâu. Đưa tiền đây nhanh lên. Lượm tiền tụi bay, lượm 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 lượm. Trời ơi quá trời quá đất tiền luôn. Lượm nhanh lên. Còn lại tiền á mẹ không gửi được thì chuyển khoản nha. Ôi thôi chết, cướp ngân hàng. Thế này thì chết rồi, toang rồi, toang rồi. Bát cơm của mình gặp nguy hiểm rồi, không được đâu. Tụi nó cướp hết tiền rồi, lấy đâu ra mà mình đi ăn xin nữa. Thế này là toang rồi. Không được, phải báo cảnh sát mới được. Mình không thể để mất cái chén cơm hàng ngày của mình được. Đâu rồi, cái điện thoại iPhone 15 của tôi đâu rồi? Điện thoại này cả thế giới chưa ai có, chỉ có một mình vua ăn mày có thôi. Gọi điện đến số báo cảnh sát là bao nhiêu ta? 101 hả? Hay 102? Hay 100? À đây rồi, tiếng chuông đã reo rồi. Alo, konnichiwa, annyeonghaseyo. Cảnh sát trưởng đẹp gái nhất thế giới xin nghe đây. Ai gọi đó? Tôi có gọi lộn số không trời. Mà sao cái con mẹ nghe điện thoại thấy ghê quá trời ơi. Alo, ai ở đầu dây bên đó đó? Gọi xong cái im lặng là sao? Cô ơi, tôi là vua ăn mày á. Tôi là sống ở trong cái ngân hàng á cô. Tôi muốn báo cho cô một tin đó. Đó là cái ngân hàng của tôi á, bây giờ nó đang có một cái băng đảng cướp rất là to, nó đang cướp ngân hàng á cô ơi. Ui dồi kinh thế, cả một cái băng cướp cơ á. À mà không không quên quên quên, tôi là cảnh sát, tôi không sợ nha. Bây giờ là có một cái băng cướp ở ngân hàng đúng không? Ông cứ đứng im đi nha, đừng có manh động nha, một ngày nữa tôi sẽ tới. À nhầm, 1 phút nữa, à không, 10 phút nữa tôi sẽ tới nha. Ông đứng im nha, đừng có manh động, giữ nguyên vị trí cho tôi sẽ đến ngay lập tức đây. Em tới đây để cướp ngân hàng hả? Ta là siêu cảnh sát đây. À, tụi bay ơi, cảnh sát tới rồi, chạy thôi, chạy lẹ đi, cảnh sát kia trốn đi.
U lại trời ơi, cảnh sát, đứng lại cho ta. Ê, chạy à, cái con này nó nằm bất động luôn rồi, đau hết rồi, chạy lẹ dưới trời. Đau. Được rồi, ta sẽ cho các ngươi chạy, cứ chạy đi. Nhưng mà ta đã phong tỏa cái ngân hàng này rồi. Tuy là mấy cái thằng cướp này chạy nhanh á, nhưng mà sẽ không thoát được ta đâu. Các ngươi sẽ không bao giờ đi ra khỏi cửa ngân hàng được, vì cửa ngân hàng đã bị ta phong tỏa khóa chặt rồi. Ta là siêu cảnh sát đây, bây giờ các ngươi hãy xem sự thể hiện của ta đây. À, mấy con cướp này dám đi vô đây cướp ngân hàng hả? Mấy chị lễ tân cứ yên tâm đi, tôi sẽ bắt hết cái bọn cướp này lại cho mấy chị cho mà coi. Bà Bino bán pizza vô đây để vay tiền hả? À, xin chào ông vua ăn mày. Cảm ơn vua ăn xin á, đã báo tin cho tôi nha. Thì tôi chính là cô cảnh sát xinh đẹp siêu cute hột me vô số tội vừa gọi điện cho ông đó. Bây giờ thì tôi sẽ đi bắt cướp để ông yên tâm xin tiếp. Tôi đi đây, bye bye ông nha. Cảnh sát siêu cute đi đây. Ủ lè trời ơi, cái con cảnh sát này nhầm khi là nó ăn cái gì nhiều quá, nó mập quá nên nó bị khùng hay sao á. Nó nói khùng nói điên gì mà mình không có kịp nghe nó nói gì luôn á. Thôi kệ nó đi, mình đứng đây mình ăn xin tiếp, để cho cái bà cảnh sát bà bắt được hết mấy cái thằng cướp đi, để cho người ta còn vô người ta rút tiền thì tôi còn có cơm mà ăn, chứ không thôi lẽ tôi ăn cám luôn á. À, mấy cái đứa cướp này to gan thật, tưởng là các ngươi trốn mà ta không tìm ra hả? Ta sẽ tìm ra hết các ngươi thôi. Cái gì đây? U nhi cái gì đây, đen thủi thùi lùi luôn, còn nhuộm cái tóc màu hồng nữa chứ. Giả bộ chết hả, đứng lên cho ta nhanh lên. To gan thật đấy, dám đi cướp ngân hàng hả? Người thì nhỏ, mà dám đi cướp, khóc lóc cái gì? Oan uổng lắm mà khóc hả? Đi ra xe lên đồn nhanh lên, đừng đó mà khóc lóc nữa. Một là nhanh, đi ra xe không ta bắn vào mông cho bây giờ. Đứng đó mà khóc, cướp được có hở mà còn khóc lóc. À, thằng nào đang cười kia. Mày nằm trong đây mày cười hả? Mày nằm trong đây mày cười à? Zorasumi à? À thì Zorasumi à? Này thì cười này, thấy đồng đội bị bắt mà còn đứng cười à? Cái tướng á, thì nhỏ xíu xíu xíu, mày cũng bị đặt là đi cướp ngân hàng à? Đi ra xe lên đồn cho ta, không ta bắn cho một cái là bay xác luôn bây giờ. Trong này có cái gì đây? Trong này cái gì màu xanh xanh đây? À thì ra là ẩn thân vào tường à. Ẩn thân vào tường à. Cái người thì nó đen như là cái cục sô-cô-la á, nó đen hơn cả cái bức tường luôn mà còn bày đặt ẩn thân hả? Ẩn thân đồ, đi ra nhanh không thoát được con mắt tinh tường của ta đâu. Còn cái đứa nào kia mọi người có thấy không? Nó lấp ló ở trong tường nè. Nó tưởng đâu á, là nó ẩn thân ở trong tường á, là siêu cảnh sát sẽ không thấy. Nhưng mà nó quá nhầm rồi. Ngươi tưởng ta mập ta không ẩn thân được à? Ta mập ta cũng ẩn thân được nha. Đi ra mau. À con này to gan mọi người thấy không? Nó là bị bắt mà nó còn đứng ráng nó ăn cái con gà quay nè. Đúng rồi, hãy ăn cái con gà quay đi, bởi vì vô tù là ta cho ngươi ăn là bánh mì không luôn, không có dụng mà gà quay đâu. Nhỏ mà lì lợn. À, ở khúc bên này nè, bà con đã thấy một cái thằng cướp nè, nó đen thui, nó đứng ở trong cái góc này chưa? Mày tưởng mày đen là mày trốn ở đây là ta không thấy hả cái thằng này? Tưởng là đen á, mày đứng ở cái máy pha cà phê à? Nhưng mà tiếc một điều rằng á, ngươi còn đen hơn cả cái máy pha cà phê nữa. Đi ra nhanh lên, ngươi đã bị bắt rồi. Tôi là cái cây à. Một là chọn vô tù, hai là chọn ta bắn vào mông. Nhanh lên, đứng đó mà cái cây. À, con này nó còn bắn tiền ra để nó hối lộ mình nè mọi người ơi. Nhưng mà đừng hòng, ta không thèm đâu. Bọn này nhỏ mà to gan ghê luôn. Chào cô lễ tân nha. Làm như mấy người nhân viên trong ngân hàng không biết sợ là gì hay sao á mọi người ơi. Cướp thì cướp mà làm việc thì vẫn làm việc. Đúng là toàn là nhân viên chăm chỉ thôi. Rồi để ta xem nào. Ta xem bây giờ là còn ai nữa không. Mới bắt được là nguyên một đám thôi mọi người. Còn đông lắm. Ta biết là cái băng cướp này rất là đông. Các ngươi rất là to gan luôn. Người thì bé mà dám đi ăn cướp à. Các ngươi xem đi. Các ngươi chỉ bằng 1/4 ta thôi á. Ta bẻ một cái là các ngươi gãy hết luôn. Ngồi im để ta đi bắt đồng bọn của các ngươi nha.
có một cái con nào đấy nó lợi dụng ông vua ăn xin để nó nằm này, mọi người thấy chưa, thấy chưa, con này được lắm. Ngươi ẩn thân à, ngươi dám đứng cạnh vua ăn xin à, xin lỗi vua ăn xin nhiều nha, mày khóc lóc cái gì, mày khóc lóc cái gì, nhỏ không lo học mà lo đi ăn cướp à, con này to ghen thật, em còn gia đình chị ơi. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Vô tù hết luôn, mày đừng có xạo, mày vô tù không có tha thứ gì hết. Đi ra ngoài kia ngồi nhanh lên. Trên tay nó còn cầm cái gì kia? Trên tay nó còn cầm cái gì kia? Mày đứng lại ngay, trên tay mày cầm cái gì đó? À thì ra là coconut à, đưa đây cho ta, để tao uống một miếng cho tăng cường sức khỏe, sau đó ta đi bắt nốt mấy thằng cướp kia. Mấy thằng này nó đang lấy tiền ra để nó hối lộ mình nè, đâu có được. Thì ra là mày ở đây à, cái thằng này, cái thằng Lucky là cái thằng may mắn đúng không? Lucky cái gì? Lucky thì cũng vào tù thôi em ơi, hu hu à. E thằng này là mắc một cái tội rất là lớn luôn. Chắc là nó chọn cái chết rồi mọi người ơi. Nó dám mặc áo cảnh sát kìa. Mình không mặc áo cảnh sát mà nó dám mặc áo cảnh sát. Thằng này là kiểu là giả mạo cảnh sát đây mà. Đúng là to gan thật đấy chứ. Phía trong cái phòng VIP này không biết có ai không đây. Đây là phòng của giám đốc đây mà. Giám đốc thì sẽ có nhiều tiền. À, có cái gì kia nó lấp ló ở sau cái tủ kia. Trốn kỹ như thế này thì làm sao mà thấy được. Trốn gì mà ngay cái tủ. Ảo thật đấy. Ra ngay cho ta. Hai đứa trốn ở đây à, một lấy con đai si à. Ở nhà em còn mẹ già con thơ à. Thì cũng kệ thôi em ơi, bởi vì vô tù ngồi 10 năm ra vẫn còn kịp báo hiếu cho bố mẹ, đi ra nhanh lên. Có cái con này á, nó ăn cướp mà nó ngủ luôn ở đây là sao? Là sao? Đi ăn cướp mà không quên ngủ gật hả? Con này được, con Mai nè nè mọi người. Con nhỏ này đúng là to gan thật đấy. Đi ăn cướp rồi ngủ luôn. Rồi, mày cứ đứng đó mày ngủ đi nha cái con nhỏ này. Xong tí nữa tôi hút mày lên đồn luôn là mày được ngủ ở trong nhà tù hoài luôn. Bây giờ đi bắt nốt mọi người ơi, sắp hết rồi. Chỉ còn một cái đứa cuối cùng nữa thôi mà tìm hoài không thấy nó đâu ta. Vậy là nó nằm ở đâu ta? Cái ông này là cái ông già Noel không cho tiền nên ông vô đây, ông mới mượn tiền nè. Rồi ông có thấy cái con trộm nè nó chui vô đây không? À, mình mới nhìn thấy cái gì này mọi người ơi. Mình mới nhìn thấy cái gì đây? Cái gì đây? Con này là nó làm cái gì đây? Con mẹ này còn ác hơn con mẹ kia nữa. Con mẹ này là nó trèo lên trên cái trần nhà nó ngủ luôn mọi người ơi, chứ không phải là nó ngủ ở dưới đất như cái bà kia. Bà kia bà đứng dưới đất, con này nó lên đây nó ngủ. Mẹ nó còn cầm theo cái gối màu hồng nữa chứ. U là trời ơi, cuộc đời sao mà nó tươi đẹp với cái con nhỏ này thế không biết. Dậy mau nhanh lên, nằm đó mày ngủ hả mẹ nội? Trời ơi, nó ôm cái gối rồi mọi người. Cầm cả gối à, tha cho tôi đi à. Tha mà tha cái nịt. Được rồi, ta sẽ cho ngươi á là một cơ hội, đó chính là gì ngươi biết không? Đó là cầm gối vào tù là nằm ngủ đó. Thấy ta cảnh sát tốt bụng chưa? Đi vào, đi ra, nhanh lên. Rồi, vậy là hết rồi đó mọi người. Tưởng cái băng cướp thế kỷ nó xịt sò như thế nào chứ. Mấy cái đứa này họ bắt một cái là bắt hết luôn á. Sao mà qua mặt được kiểu siêu cảnh sát cute hổ mi mẹ vô số tội như ta. Bây giờ ta đã bắt được hết rồi, đi ra kiểm tra mọi người ơi. Cái con nhỏ kia nó ngủ rồi, nó ra chưa? Đây đây đây. Đây, nguyên một đám luôn. Nguyên một đám bé tí tì ti. Mẹ không lo học hành, đi lo ăn cướp. Mọi người nhìn đi, nó ăn chơi kiểu gì mà nó đen thui thủi lùi luôn. Bây giờ nó còn mang tiền ra, nó hối lộ kìa. Nhà ta đầy tiền nên đừng có hối lộ. Ta sẽ cho ngươi 1 tỷ à, thả ta ra, ta không thèm đâu, đi về chỗ ngay. Bởi vì ta biết mấy cái tiền mà các ngươi cho ta là tiền âm phủ nha, đừng có láo. Cái bọn nhỏ này học hành không lo, mẹ lo đi ăn cướp à. Bây giờ thì ta sẽ cho các ngươi vô tù ngồi hết nha. Vô đấy á, là ngồi á. Và sau đó là học lại cái môn đạo đức là một nè. Hai là học luôn văn hóa nha, để khi mà ra tù là giúp ích cho xã hội nha. Đừng có đút lót, ta không thèm đâu. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, ra xe về đồn. Trời ơi, mấy cái đứa này đúng là to gan thật sự luôn á. Mới nhỏ tí mà dám đi ăn cướp. Mọi người nhìn cái tướng tụi nó kìa. Cái tướng là cái tướng em bé, mà cái mặt là cái mặt phụ huynh luôn á trời. Nhanh lên, đứng đó, cái con kia nó đứng đó làm gì vậy?
Đó, mọi người thấy nó đẹp gái không? Mọi người thấy nó đẹp gái không? Cái tướng thì chút xíu à, mà cái mặt thì phụ huynh, đi ra nhanh lên. Rồi, bây giờ thì xin chào bà con, cô bác, tất cả mọi người đã đến với một cái nhà tù mà ta nói là cái nhà tù mà nó xịn sò nhất cái trái đất này luôn. Ở trong nhà tù này thì có một cái người bạn tù là ông mới suốt ngày khóc lóc, ông kêu ông bị oan. Nhưng mà riêng cái đám cướp này là tôi bắt là không có oan uổng gì hết á, vì tụi nó dám đi ăn cướp cái ngân hàng mà to nhất của cái thành phố này. Người ta ăn cướp thì người ta ăn cướp cái gì nhỏ nhỏ thôi, vô cái ngân hàng to nhất cướp, bây giờ bị bắt rồi còn khóc lóc cái gì, mẹ già con thơ cái gì. Không có nói nhiều nữa, bây giờ các ngươi mỗi người sẽ ngồi tù 100 năm cho ta, khi nào mà ra tù á rồi tỉnh tiếp nha. Đấy, mọi người thấy chưa, siêu cảnh sát là bắt cướp là rất là giỏi luôn á. Cho nên là nếu như bạn nào mà gặp cướp á thì hãy liên hệ ngay cho siêu cảnh sát Dan Momo nha, tôi sẽ sẵn sàng phục vụ bà con cô bác luôn. Vậy nên là khi xem cái video này cũng đừng quên để lại cho tôi là một like và một nút đăng ký nha bà con. Tôi sẽ giúp đỡ bà con hết mình. Vậy nha, bây giờ thì xin chào bà con, tôi đi bắt cướp tiếp đây.